Cái gì đâu mà sản xuất loa kiểu gì mà tới mười mấy cái đường loa, anh chị thấy ghét không? Con loa có chút ác gì vậy à, cũng đâu có to lắm đâu mà anh chị coi nè, quá trời loa luôn ha. Rồi nghe nhạc kiểu gì đây, con nghe nhạc kiểu này thôi chứ được cái là con này nó nhiều trung, hai chép nè, hai bass 20 nè anh chị. Ở nhiều trung thì được cái là mình hát nó nhẹ. Đây thì chiếc loa này nó có rất là nhiều, tới 12 lần. Đây này 1 2 3 4 nè, 1 2 3 4 nè, xong rồi 1 2 3 4 nữa là 4 3 lần 4 là 12 anh chị ha. Đây nè, thì trong đây bo mạch của em loa này nữa. Chiếc loa này mang tên là K421 nha. Nó có mic echo, mic delay với mic reverb, có bass chép nhạc, bass chép mic riêng biệt luôn. Nó cổng kết nối đằng sau của em, nó cái này mà cắm kết nối vào tivi nha, nghe nhạc xem phim ở trên đây cũng khá là đã. Đây đằng sau này, nó có những cổng kết nối HDMI, ARC, rồi optical, out in và out, nó có hiển thị phần trăm pin luôn. Nó cũng khá là nhiều cổng kết nối, tha hồ lựa chọn. Và đây là mic đi kèm của em nó. Khá là đẹp anh chị ơi. Con này là màu xám nhạt, rất đẹp, có thể là điều chỉnh tần số và tăng giảm volume ngay trên thân mic luôn. Đây, đó, thì cái bản loa này nữa thì em thấy nó hay được cái nữa thì cái hai con bass này nó có lớp lưới nè. Hai con bass này nó có lớp lưới á, thì nhà giả sử giống như là có con nít con nhỏ rồi thì đỡ phải tấy nấy vào cái màng loa bass, nó bị lúng vào trong, đúng không? Nó bị lỡ bị lúng vào trong thì nay thì cũng đã có cái mặt lưới thì cũng khá là hay. Loa này là bằng full gỗ nha mấy anh chị. Full gỗ nha. Con này là K124 nè. Anh chị nào thấy ưa em này, muốn nghe chất lượng âm thanh, muốn nghe nhạc, muốn nghe tiếng mic của em này thì cứ để lại comment cho em nha. Con loa khá là đẹp.